Xin chào anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình. Bây giờ buổi sáng đây anh em ạ. Mình phải dậy xong, xu dọn xong, đi kiếm cái gì ăn sáng anh em nhá. Đấy, bây giờ mình phải lên đường để làm bát bún ăn sáng. Mời tất cả anh em ăn sáng của mình nhá. Để hôm nay thời tiết rất là đẹp anh ạ. Thế mình ngủ dậy cảm thấy khoan khoái đi dọn hàng và ăn sáng. Mời tất cả anh em. Xin mời. Rồi, làm bát tiết canh đấy. Đây, bát tiết canh này sáng nay mọi người đã làm tí rượu này. Chuẩn bị để ăn thịt chó cho nó ngon. Mai. Mai lúc nào ông Toàn ở nhà mua ít về nấu lẩu mấy anh em uống rượu. Toàn tôi có gọi được. Chưa, một mình về nó đéo người làm. Không, thịt chó còn có than đấy. Ướp vào nướng cho. Ngon, tiết ăn được. Này uống đi, ngồi thuốc lá sáng ra ăn uống nó phải đàng hoàng. Trốn người ta bảo là gọi dương hữu liệu đi. Trốn là đang làm viện. Đang làm viện á. Ui giời. Nhập khẩu ở trên viện. Hai thằng. Hả? Hai thằng luôn. Tiệt rất ngon. Hôm qua mới nhập viện. Hả? Mới nhập hôm qua. Đây là chưa có thuốc cũng quẻ qua nên lấy một tuần 14 rồi. Viện nào lại ra uống rượu. Cô bảo đây nói sáng nay nó không đi, chiều tôi đi tiêm thể. Như yêu. Toàn có nào? Này thế là sáng 23 là một chủ nhật nhỉ? Sáng thứ hai. Thế mình cứ bảo sáng chủ nhật thứ hai cưới. Để biết bố trí vào rửa bát cho công đi ăn bát tiết canh nó ngon không? Chứ chả nhã này thì đấy, giao cho ông này chọc kỳ khúc giờ hơn. Tân nói thịt mẹ mới đông đông người mấy chục bát, mỗi bát lạ bố đánh hỏng mẹ đi đỡ mất mấy cân. Thật cứ bỏ đâu đúng cháo. Nếu lại mất mẹ bữa thì cái không đánh ra hỏng tiết rồi thì cái này nó nhớ như là nhân để làm. Thế nhưng mà tôi nói với ông là khách mời là... khách mời bố rồi. Bây giờ sao? Mẹ nó có chủ lòng thợ nó làm hỏng mẹ mới rồi làm. Thế không thấy không được rồi. Thì tí lòng đi ấy rồi, tí lòng cướp về các tôi đi giữ làm cho chủ ấy giữ chủ. Như các ông thế thì coi như thế trăm bát tiết canh. Thế là ông chọc kém thì ông bảo thế nhỉ anh nha. Ông chọc kém. Như giờ bắt hải điểm đấy là còn cho tiết canh này Thuận đánh có vẻ nhiều tiết. Nhiều tiết. Ăn nó không cứng lắm. Nhưng dân còn được. Còn đây bác Hồ. Cho thêm nhiều cục vào. Nhưng mà này các ông nhá. Không. Lấy bánh toàn phê nách với lại bốn cái sùn này. Cái gì? Cái canh. Chẳng đéo biết. Bố mà đéo thiết cái canh. Bố đéo ăn, bố đéo cần. Các ông mà để cho ông Hải mà đi mà làm là cũng là hỏng đấy. Tôi nhìn điểm danh ấy. Như cái thằng. Ông Hải cho làm lòng. Hải là chỉ cho làm lòng với lại băm nhân thôi. Băm nhân thôi. Đánh cái canh hôm nay thằng Lôn đánh. Ờ, chứ đi mà ông Hải là làm cũng lom bom lắm. Cái canh nhà Thuận đánh này. Về công đông mang về nhà nó ăn tất. Không, Thuận làm được, bảo Thuận nó vào nó làm nhờ. Mẹ với bỏ mẹ là cái chậu bánh nhiều chút của thằng kia. Hả? À tin là chỉ ông đánh hỏng tiết thì bó tay chứ còn thì cứ tiết ông hãm ngon. Ông đánh kiểu bố láo thôi. Ờ. Bố láo rồi nó ăn béo. Mẹ mà anh em chỉ có bát tiết canh hôm đấy thôi. Nó cứng đậm đậm. Làm. Nó ăn ngon. Nó luộc ngon để tí.
Uống đi. Nay chợ tìm có cái gì không? Vừa rồi khiển trách anh toàn nhỉ? Cái thằng mõm hay ăn thì chó mà chưa báo mở hàng lâu lắm rồi. Không gọi điện không báo gì cả. Nên là cứ đồng miên nghe. Không báo chi. Đấy, thế oai oăm. Mà biết thừa là hắn giết thì chó cho anh em mình nhiều lần rồi. Chó thằng đàn. Ờ. Thế mà đâu đó những thằng máu ăn thì chẳng thấy bảo đéo. Thế nhưng mà hôm nọ lại bảo là nghe thấy bảo là ông này là đéo liên quan thằng con nó ở thì giờ cái nhà trong là bố vào phải mở cổng phải xin phép. Còn bố mẹ ra bờ đê. Đuổi lâu rồi không biết đó. Đuổi hết rồi. Tôi nghe câu chuyện rồi. Đây anh em tiếp canh đây. Đi mẹ trong đấy tôi đã bảo 100 con chó. Nếu mà nó thả ra cái đéo vào được. Không. Nhưng nhà trong là nhà của thằng con trai rồi. Viết hết rồi đấy rồi. Mẹ cái thằng này nhà anh này lật cực. Thằng ấy nó bảo là bố giờ vào là phải xin phép nó mới cho vào. Lấy mẹ mày đi. Nghe. Thỉnh thoảng định nó đi giết bò hả? À đấy, chó này là của nó. Còn là bố chỉ là le ve chọc tiết thôi, rồi làm hô. Giờ nước mưa mà chai mày chặt lại làm tí nước xịt. Đấy. Ê lỗi toàn tại sao không gọi anh em mình là vì lý do đấy. Em biết hết. Ngoài đó ông đứa nước ăn hết xa xá. Ăn cháu nó lại mắt nó chớp. Giờ làm bắt bún rồi đó là nó ăn trưa đi ạ. Giờ vợ đi chợ không biết nay phiên chợ ông mua cái gì. Con làm bát tiết đi, làm bát tiết đi. Làm bát tiết đi. À, nhắm đi. Nhà đéo nào? Nhà đéo là đéo. Nhà xây cao đấy. Thấp đây là nhà thiện. Anh Việt là mày đáng nhớ là đừng cho rau thơm, chỉ mỗi tí bún cho tí nước thôi. Ông Việt đâu ăn thế. Đâu ăn mì tôm cũng quen rồi chứ. Bác Việt bác đâu ăn nước không? Ăn mì tôm quen rồi. Vâng, ăn thử. Thằng nhắm đi ta. Ăn rồi, làm miếng rồi. Nhắm đi. Nó vừa, nó vừa. Để mẹ cho nó gặp. Này đi mẹ. Ở nhà giết con chó cháu là cứ luộc đi lòng đi thịt lấy đi nước xịt cho đi mì tôm mà thôi. Bài hai. Bài bài miệt cứ bài miệt. Nước to để làm gì? Ngày nước to không tính được nước con à? Ngày thịt này chứ chả lấy nước. Tháng hai này ba con nước, tháng hai ba con. À. Ngày thịt là chứ chả lấy nước vào được thế rồi chứ phải làm thịt thì ngày nào nước to. Này. Riêng ngày đám cưới của nhà em anh Việt nhé thì là ngày hôm ấy 8 con nước. Đến sao lại thầy sao lại 8 con nước con nước 8 tức là nước cường chứ làm gì có 8 con nước khỏe luôn. Tức là nước cường. Các cô bảo 3 con nước chảy 7 con nước cường nhỉ, 7 con 8 con đổ ra là nước cường. Lại ông ấy bảo 8 con nước. 8 con nước. Nó xấu. Người ta gọi là con nước là xấu đấy. Người ta gọi là không, tức là nó con nước 8 tức là nước cường rồi. 3 con nước chảy 7 con nước cường. Ông là ngày đấy là nó là ngày thứ 8 của ngày có nước. Ông thương cái con nước thì chắc là không buộc cả. Ừ. Thế nhà là đấy là đồng bố để đồng người đấy thôi. Lâu lâu về đây đi nghe con nước chỉ những thằng đi thuyền này nó không anh nhầm.